đau quặn bụng, đầy hơi, ăn uống không tiêu, rối loạn tiêu hóa là những triệu chứng thường thấy ở những người mắc bệnh lý đại tràng. Đây là căn bệnh phổ biến tại Việt Nam. Hiện bệnh có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa do nhiều nguyên nhân như chế độ ăn uống, thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, căng thẳng áp lực và sinh hoạt không khoa học. Phát triển từ bài thuốc cổ phương Tứ Quân Tử Thang, đại tràng Tâm Bình đã trở thành sản phẩm được nhiều người tin tưởng sử dụng bởi hiệu quả trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý viêm đại tràng cấp mãn tính, đại tràng co thắt. Nhờ chất lượng tốt, sử dụng an toàn, không gây tác dụng phụ cùng giá thành hợp lý, đại tràng Tâm Bình đã được bầu chọn top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Với mong muốn không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày một cao của người tiêu dùng, dược phẩm Tâm Bình đã nghiên cứu và phát triển thành công đại tràng Extra Tâm Bình. Thừa hưởng những ưu điểm vượt trội của đại tràng Tâm Bình, đồng thời bổ sung thêm hai tinh chất hiện đại là nano curcumin dạng lỏng độc quyền được nhập khẩu trực tiếp từ Đức, giúp tăng khả năng hấp thu 185 lần, và Immunecanmix, chất trợ sinh miễn dịch thế hệ mới. Nhờ công dụng chống oxy hóa, chống viêm, giảm đau, tăng cường khả năng miễn dịch, sự kết hợp này giúp đại tràng Extra Tâm Bình có tác dụng phục hồi, tái tạo và bảo vệ niêm mạc đại tràng, từ đó giảm nguy cơ tái phát. Đại tràng Extra Tâm Bình giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, đại tràng co thắt, hội chứng ruột kích thích hiệu quả hơn. Bên cạnh việc sử dụng sản phẩm chăm sóc sức khỏe đại tràng Extra Tâm Bình, người dùng nên có một chế độ ăn uống khoa học, tránh sử dụng các chất kích thích, lạm dụng đồ uống có cồn, đảm bảo chế độ sinh hoạt lành mạnh để từ đó có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Đại tràng Extra Tâm Bình, tốt nay còn tốt hơn. Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.